Xin chào các bạn, hôm nay mời các bạn hãy cùng gia đình KVN review vườn hoa Bản Lác xem có gì hay nhé. Đây là nơi cho thuê trang phục của người đồng bào đối diện vườn hoa. Điếm điếm nè. Chỉ từ 20 đến 30 ngàn một bộ, không giới hạn thời gian nha các bạn. Và ở đây thì có 3 loại trang phục, một là của người đồng bào Thái, hai là của người đồng bào Mông và ba là của người đồng bào Mường. Còn đây là những chiếc xe điện mà nhận dịch vụ cho chúng ta đi tham quan 8 làng tại Bản Lác đó các bạn. Các bạn cũng biết là Bản Lác là một địa danh du lịch cộng đồng rất là nổi tiếng tại Mai Châu. Nó nằm trong thung lũng Mai Châu của tỉnh Hòa Bình. Và đây cũng là địa bàn cư trú đa số của người đồng bào Thái đó các bạn. Họ rất là hiền và mến khách. Thấy cô kể chưa? Con trai, không con gái. Cháu ơi, cháu mặc cái này đẹp quá này. Dạ. Cháu này nó vừa. Con mặc cái gì? Cái đấy bé quá không? Kệ nó thích màu đó. Tùy. Con có màu này chịu không? Dạ. Con này đẹp nè. Trước mặt của chúng ta là vườn hoa Bản Lác đó các bạn. Ôi đẹp thế. Ôi vậy là tính là mình lên trên này mình rước được hai em này à? Và đây là cổng chính để vào tham quan vườn hoa Bản Lác. Ở đây thì thuộc xã Bản Lác, huyện Mai Châu của tỉnh Hòa Bình. Và giá vé vào cổng tham quan là 10.000 một vé nha các bạn. Trong này thì cũng có nhiều góc để check-in lắm các bạn. Khu bên này là bán cà phê giải khát. Bên trong này thì cũng khá là nhiều tiểu cảnh để chúng ta có thể chụp hình check-in. Còn đây là hoa tam giác mạch, hoa này thì thường nở rộ vào mùa xuân hàng năm. Còn thời điểm mà du lịch đến Bản Lác này mà đẹp nhất á, khi vừa khí hậu đẹp vừa được ngắm hoa thì theo mình thấy thì vào cuối năm là thời điểm đẹp nhất nha các bạn. Khí hậu ở thời điểm đó thì khoảng 12 đến 15 độ, rất là mát. Còn đây là vườn hoa Bỉ Ngạn này các bạn. Còn đây là hoa hồng. Còn đây là nấc thang lên trời. Ở đây thì cũng khá là mộc mạc, vẫn còn thô sơ nhưng mà khá là mang đậm bản chất của người địa phương ở nơi này, nên gia đình mình rất là thích đến đây để tham quan và tìm hiểu. Như vậy là chúng ta đã review xong vườn hoa Bản Lác rồi đó các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video KPN và đừng quên nhấn nút subscribe và nút chuông bên phải để luôn nhận được thông báo khi KPN đăng video nhé các bạn. Cảm ơn các bạn.